Em Huyền ra Phúc Xe HD Cao Bằng. Xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác đã đến với kênh Dao Phúc Sen HD của em để lựa chọn cho mình những cái mẫu dao ưng ý về cái dòng dao bếp Phúc Sen Cao Bằng các bác nhé. Hôm qua thì em có lên mẫu dao đi rừng, hôm kia cũng vậy. Nếu bác nào mà mình muốn tham khảo những cái mẫu dao đi rừng hoặc dao găm đi phượt chẳng hạn thì mình tham khảo lại những cái video hôm qua, hôm kia và những ngày trước đấy cho em. Còn hôm nay thì cuối tuần rồi thì em sẽ lên dao bếp cùng tất cả các bác, bởi vì là mình vẫn có rất là nhiều bác có nhu cầu về cái dòng dao bếp. Đấy. Còn đối với cặp số 1 hôm nay nhá, các bác, nó có một con thái cán hơi có vết và một con tông chặt cán hơi có vết. Hôm nay em sale con đấy cả cặp cho tất cả các bác là 380.000 một cặp đấy các bác nhá. 380.000 một cặp dao số 1. Có một con dao tông chặt và một con thái. Nó chỉ có một vết rất là nhỏ thôi, gọi là em cũng là hàng sale của ngày hôm nay. Nó vẫn dùng tốt nên em mới không thay cán các bác nhá. Nếu mà nó dùng mà không đảm bảo nữa thì là em đã đập đi và làm lại rồi. Tuy nhiên cái cán nó vẫn dần dùng rất là tốt và em vẫn bảo hành cho tất cả bác. Nếu mà mình dùng sau này có khả năng nứt nẻ cán chẳng hạn thì mình cứ gửi về Phúc Sen lại cho em. Địa chỉ của em là xóm Phía Trang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Thì em sẽ bảo hành cho tất cả các bác nhá. Ngày nào em cũng ở trên YouTube các bạn, nên là các bác cứ lên trên YouTube gặp em là nhanh nhất các bác nhá. Đầu tiên thì đến với cái cặp dao có bếp mà em nói là em sale ngày hôm nay các bác nhé. Một em chiên thái các bạn. Đầu tiên là một em chiên thái. Lưỡi nó đang hơi bẩn một chút. Lưỡi 23, độ dày 6,5, gần 7 các bác nhé. Này em giới thiệu cho các bác là nó hơi có vết nứt ở đây này. Nó hơi có vết đây các bác nhé. Hơi có vết đây. Đấy. Nó chỉ là có vết thôi chứ nó không nứt. Các bác nhìn cái đuôi cán của em, nó chỉ có vết thôi. Từ 260.000 thì hôm nay em sale cả cặp. Cả cặp một em dao tông và một em dao chuyên thái. 380.000. Hai con các bác nhé. Còn em tông này thì sao? Độ dày sống lưng 5 ly, lưỡi dài 30 cm. Cán sử dụng cán gỗ cầm chỉ có chốt đinh. Tuy nhiên là con này nó cũng có vết như vậy các bác nhá. Nó cũng có vết như vậy, là trong cái quá trình mình làm ấy thì mình không để ý, thành ra là có một cái sản phẩm như vậy thôi. Còn tất cả những cái hàng em lên cho tất cả các bác thì không tì vết, không cán nào cũng đẹp hết. Đã vết là mình không làm từ đầu rồi các nhá, đã vết là mình không làm từ đầu rồi, chẳng có sơ suất một hai con nào đấy thì mình sẽ mang về sale cho tất cả các bác. Con này thì bao chặt thủ lợn, chân giò, xương sườn cho tất cả các bác. Nói chung mình là hệ chặt nặng, con này mang đi rừng cũng được mà chặt trong nhà bếp cũng được các bác nhá. Đấy là hàng sale của ngày hôm nay em dành cho tất cả bác, 380.000 một cặp này. Bác nào ưng thì gọi điện cho em luôn các bác nhá. Tiếp theo là em phi lê. Em phi lê, em này nói là phi lê thôi nhưng nó kiêm chặt được các bác nhá. Phi lê chặt có nghĩa độ dày sống lưng của em này đã là 4 ly rưỡi rồi. Cán sử dụng là cả dòng cán 6 cạnh nhá, dòng cán 6 cạnh có khâu đầu và chốt đinh cho tất cả bác. Lưỡi dài 30, độ dày sống lưng là 4,5, bản rộng này rơi vào 4. Mình vừa phi lê được, mình vừa chặt được. Cái mức độ chặt của con này ở mức độ nào ạ? Chặt được ở mức độ là gà vịt các bác nhá, gà vịt xương sườn thì em này bao chặt được cho tất cả bác. Còn chặt cây củi thì là thoải mái các bác nhá. Hôm nay cũng để giá cho tất cả các bác là 320.000 em này các bác nhá, nó ngang một con dao tông rồi đấy ạ. Đấy. Một em phi lê nhám nữa. Đây, một em phi lê nhám thái lọc làm thịt mà các bác làm thịt chín thịt sống hay là mình phi lê cá chẳng hạn. Cán con này thì cực kỳ đẹp, không, chắc chắn là không có vết rồi. Em nói hàng của em không, em không nói đến vấn đề vết hay không thì vì nó không có. Con nào có thì em mới nói là có, còn vết là mình đã không làm từ đầu các bác nhá. Hôm nay sale em này cho tất cả bác là 280.000 các bác nhá. Đấy. Đến em số 3, một phi lê nữa nhưng mà con này là phi lê lọc gọt các bác nhá. Con này các bác vừa gọt được, vừa lọc được, vừa thái được. Đấy, làm rau củ quả được, hoa quả gọt cũng rất là ổn áp. Lưỡi sắc rơi vào 21 cm, phần lưỡi sắc bản rộng con này rơi vào 3,5. Còn nó là hệ thái lọc thì nó sẽ cực kỳ mỏng, mỏng hết sức có thể. Em không thể nào mà ví cho tất cả các bác là mấy ly được. Bởi vì cái dòng cán bởi vì là cái dòng thái ấy. Ai thế thôi, mình sẽ cố gắng tán nó mỏng ra hết sức có thể để nó vẫn đảm bảo được mức ở trong lò luyện tôi nóng các bác nhá. Mỏng quá thì lại nó bị mềm quá. Đấy, mình ở cái mức độ là mình chấp nhận được. Nói chung là nó là cái dòng thủ công thì mình cũng không khẳng định nó là ở mấy ly được và bắt buộc nó phải nhiệt độ là bao nhiêu độ C hả? Thì cái đấy mình không kiểm chứng được. Đấy. Tuy nhiên là em đã có những cái bác khách mang hàng của nhà em về
hàng đi rừng á, hoặc là hàng nhà bếp thì nó cũng là tay một người thợ thôi. Thì các bác đã mang về để test cái phôi và cái test cái lưỡi dao và cái độ tôi nó có chuẩn hay không ấy. Thì bác ấy đã sử dụng những cái phương thức test và máy test của bác đấy, và bác ấy được đánh giá tương đối tốt. Bác này ở trong Sài Gòn. Tí nữa em không biết là cách ghim cái bình luận bác đấy, hay là cái ảnh của bác ấy, cái nhắn tin của bác ấy, là em có thể bình luận ở trên cái ghim ở trên cái video này, thì em không làm được, em chưa biết làm. Hôm nào em biết làm thì em sẽ ghim cho tất cả các bác cùng xem là các bác ấy có những cái độ test và máy test về cái độ tôi của hàng nhà em các bác nhá. Đấy, con này thì em để giá tất cả các bác là 260.000 các bác nha. Tiếp theo là một em trọng tiết. Em nói trọng tiết thì các bác nghe em cảm thấy nó hơi bị ghê tai đúng không? Nhưng mà chức năng cao nhất của em này nó là trọng tiết. Ngoài cái vấn đề là trọng tiết ra thì em này còn làm được những điểm sau. Thứ nhất, với độ dày sống lưng của nó là 3.5 ly gần 4 ly ngang một con dao chặt gà vịt, thì em này có thể chặt được gà vịt xương sườn được cho tất cả các bác. Cán sử dụng dòng cán gỗ mun, lưỡi rơi 25 cm, cực kỳ đẹp. Cái con này được cái cán đẹp lắm các bác ạ. Báo giá các bác 285.000 các bác nhé. Đấy, đối với dòng số 5, số 6, số 7, số 8 thì hàng hôm nay em lên cho tất cả các bác là những cái mẫu hàng dao bếp cơ bản thôi. Mình sẽ đi cùng em đến mẫu dao số đề 3. Hôm nay em để mẫu số 15 đó. Thì cái con đấy thì hôm nay em sẽ để giá nhẹ nhàng tất cả các bác để mình dùng trải nghiệm thử. Đây ạ, một em lọc thái gọt mát được. Nó là chuyên thái đánh nhám một mặt các bác nhá. Cán sử dụng dòng cán ốp, con này được vân thì cực kỳ đẹp rồi. Ngoài cái sử dụng cái dòng dao đi đường ra thì các bác cứ tham khảo những cái mẫu dao bếp ở bên xưởng em xem mà mình có cảm thấy làm hợp lý không, hay là mình có cần thay đổi hay thêm bớt một cái con hàng nào đấy ở trong gian bếp của mình thì mình báo em nhá. Con hôm nay em sale tất cả bác là 260.000 các bác nhá. Đấy. Còn em lọc lô này thì em cái cán rất là đẹp. Hôm lô này là em mang đi gửi sỉ, nên là gửi sỉ mà họ lại nhận làm lô tặng ấy, nên là phải có cái cán đẹp, thì em vẫn có mấy con. Báo giá tất cả bác con này là 245.000 các bác nhá. Thái lọc gọt làm rau củ quả, cán gỗ cẩm chỉ chốt đinh cho tất cả các bác. Đấy. Trên dao thì chắc chắn rồi, có dấu Phúc Sen HD của bên xưởng. Xưởng của nhà em chỉ có dấu Phúc Sen HD thôi các bác nhá. Em là số điện thoại Zalo của em thì ở trên cái bảng đó. Một em lọc cong. Em lọc cong nhám các bác nhá. Nhám một mặt này, cán cẩm chỉ này. 220.000. Một em chuyên lọc. Em chuyên lọc cán sử dụng dòng cán ốp các bác nha. Chuyên lọc cán ốp. Lưỡi em này là 18. Bản rộng, phần rộng nhất ở đây là 4,5 các bác nha. Đây. Báo giá cả bác 245.000. Dòng cán ốp các bác nha. Đến con số 8 nó là hệ bầu, nhưng mà bầu bản 7,5, bản nhà hàng hay đặt ấy. Đấy. Bản bầu 7,5, bản nhà hàng hay đặt. Lưỡi 23. Con này 265.000 các bác nhá. Còn đây là một em bầu bản truyền thống, bản mà mình vẫn thường dùng. Bản vẫn thường dùng cho tất cả các bác. Con này được cán rất là đẹp này. Lưỡi rơi vào 21, phần rộng rơi vào 7 các bác nhá. Phần rộng rơi vào 7, lưỡi rơi 21. 260.000 các bác nhá. Còn em có một em dao chuyên thái là em dao số 11. Đây. Thái thịt, thái rau củ quả, nói chung là nó là chuyên thái rồi, nhưng chức năng thái của nó là cao nhất. Các bác đừng mang con thái của em về để mà chặt. Con nào thì chức năng của nó là như thế thôi. Ví dụ như là cái cân 5 cân nó đáp ứng được là 5 cân, cái cân 10 cân nó đáp ứng 10 cân, mình cũng không thể nào quá tải được. Nên đừng mang con dao thái của em về để chặt các bác nhá. Nói như thế nào nhỉ, ví dụ như em ở đây thì là đối với con thái này thì em chặt là vịt thì nhiều khi em vẫn chặt được, nhưng mà trong cái quá trình mình sử dụng lâu dài ấy, thì các bác dùng chức năng nào, con nào chức năng đấy thì bao giờ mình sẽ lâu dài hơn đấy, bền hơn, lâu dài hơn. Cứ
và đi đúng chức năng của nó thì nó sẽ lâu dài, nó sẽ bền như động cơ xe ấy. Mình đi tốc độ nào thì số đấy thì nó sẽ bền hơn đấy, kiểu đấy các nhá. Nên là đừng mang con dao thái của em về để chặt, nếu mà chặt thì mình chặt gà vịt thì mình lấy con dao chuyên chặt gà vịt cho em. Con này bảo giá tất cả bác là 260.000 nhá, cán ốp, cán sử dụng dòng cán gỗ cẩm chỉ, cán ốp các bác nhá. Còn nếu mà mình muốn chặt ý, thì mình chuyển sang cái dòng chặt gà vịt này cho em này. Con này là chặt gà vịt, chuyên chặt gà vịt bản rộng, cán sử dụng dòng cán cha vân gỗ cẩm chỉ các bác nhá. Bản này thì bản rộng, bản 8, lưỡi 23, báo giá cả bác 285.000. Bản này bản nhà hàng các bác nhá. Con này là bản nhà hàng đấy, các bác nào mà chuyên phở Thái thì mình sử dụng con này. Còn đây sẽ là một em dao chặt gà vịt bản thường. Bản thường, phần rộng nhất đây sẽ 7,5. Cán bo này có lỗ này, em hay làm cái lỗ dao ở đây để các bác treo dao khi nào mà mình treo móc dao mà mình không muốn để dao trong cái chặn mình mà nhà mình có sử dụng treo móc dao ấy, thì mình treo vào lỗ này cho em. Cán sử dụng dòng cán ốp, báo giá tất cả bác là 280.000. 85.000 các bác nhá, 285.000. Ở đây thì em gợi ý cho tất cả các bác một bộ dao gồm một em dao chặt gà vịt này, một em dao chiên thái này và một em chuyên dao bầu thái hoặc một em dao lọc. Thì nó sẽ là gợi ý cho một bộ dao cho tất cả bác sử dụng trong gia đình là hợp lý các bác nhá. Mình chỉ lấy bằng này con thôi, không cần phải lấy quá nhiều đâu. Bằng này con là đủ rồi các bác ạ, đủ đầy đủ chức năng rồi, đáp ứng đủ nhu cầu của mình rồi. Còn nếu mà gia đình mình hay có tụ tập để dùng thủ lợn chân giò ấy, hay là xương trâu xương bò, thì mình nhích lên một chút đến cái dòng 07 cho em một con nữa các bác nhá. Còn không, ở trong gia đình mình dùng ba con như này cho em là quá là tuyệt vời rồi. Đấy. Còn em có một em đề 3. Lưỡi em này chỉ rơi vào 18 cm thôi, mình cầm rất là xinh. Em này khi mà mình cầm thì rất là xinh các bạn. Lưỡi rơi vào 10 lưỡi sắc rơi vào 18 cm, độ dày sống lưng là 5 ly. Đầm tay các bác nhé, chặt xương sườn được. Nó bé thôi, nhỏ gọn xinh, đầm tay chặt xương sườn được. Cái bản đề 3 trước ấy, thì nó sẽ to và dài hơn, nhưng con này em cắt tân một chút, em làm cho nó bé lại, ngắn lại để phù hợp với cái gian bếp. Tất cả các bác mình cảm thấy nó nhỏ gọn hơn nhưng nó vẫn đáp ứng đầy đủ chức năng cho tất cả các bác. Thì là con này em sẽ để giá cho tất cả bác là mình chặt được xương sườn nhá các bác nhá. Xương sườn được, chân giò được, chân giò được, bởi vì sao? Độ dày sống lưng 5 ly, các bác chặt vào đoạn này cho em. Thì là em bảo giá tất cả các bác 260.000. 265.000 ngang một con dao thái để các bác sử dụng trải nghiệm thử con này một lần các bác nha. Đấy. Còn em có một em là chặt lọc cong. Con này thì chặt lọc cong thì em giới thiệu tương đối là nhiều lần rồi. Tuy nhiên các bác cũng thích những cái con như vậy, nó có nhiều cái chức năng ấy. Ví dụ mình chặt được này, lọc được này, thái được này, chặt gà vịt được, dóc thịt cũng được này. 280.000 các bác nha. Đó. Hôm nay thì giới thiệu với tất cả các bác những cái con nhà bếp thông dụng và cơ bản như vậy. Thì các bác cứ kết bạn Zalo qua số điện thoại của em Huyền 0347753780 các bác nhé. Tất cả những cái dòng nhà em sử dụng ý, mình sẽ sử dụng dòng chiếc xe UAT của Nga, Y Phảo, Đức, Vòng Bi các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau ạ. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.